cực kỳ chính xác dành cho vị trí của Sufan, dứt điểm vào. Đó là bàn thắng của Mohamed Kudus. Nếu như Suchet không chạm bóng thì bàn thắng được tính cho Kudus. Olis chuyển biên sang hàng cánh trái nhưng không qua được Sufan. Kudus rất khéo léo. Mohamed Kudus. Wuprous. Cực kỳ chính xác dành cho vị trí của Sufan, dứt điểm vào. Đó là bàn thắng của Mohamed Kudus. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ hai của Kudus tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Một pha phối hợp rất nhịp nhàng đến từ các cầu thủ West Ham. Xin đính chính lại, đây là bàn thắng thứ ba mà Mohamed Kudus có được cho tới lúc này. Một đường chuyền về rất vừa tầm của Vladimir Sufan. Và đúng như tôi đã nói, lối chơi của West Ham là rất rõ ràng, cố gắng mở ra những khoảng trống cho Sufan về hành lang cánh phải. Và rồi những đường kiến tạo sẽ đến. Bóng đã khẽ chạm chân một hậu vệ của Palace và nó khiến cho thủ môn của họ không có sự phản xạ kịp thời. Rất đáng tiếc cho Sam Johnston. Những niềm vui thì đã đến đối với West Ham. Bàn thắng được mở chỉ sau hơn 14 phút bóng lăn. Và có vẻ người chạm bóng trước khi Kudus ghi bàn đó là Mark Gehi. Lại là Kudus. Một bản hợp đồng rất giá trị đến từ Ajax Amsterdam. Bây giờ là lỗi của Mavropanos. Cho tới lúc này thì Kudus đã có được 3 bàn thắng vào lưới của Newcastle, Brentford và ngày hôm nay là West Ham. Điều đáng chú ý là cả 3 bàn thắng ghi được đều đến ở những vòng đấu ở đầu tháng, trước một đối thủ mà ở mùa giải năm ngoái họ đều đã bị đánh bại một cách hoàn toàn. Kudus. Ayu. Và cả người khôn ngoan của Ayu, nhưng sau đó thì anh đã đẩy bóng đi hơi dài. Tại điều kiện là Suchet cướp bóng. Số 9 lại một lần nữa đoạt được bóng thành công rồi. Cho tới Michael Oliver liên tiếp không cắt còi những pha va chạm giữa cầu thủ đôi bên. Jordan Ayu. Pha va chạm rất mạnh giữa Gehi và Kudus. Ném biên dành cho Crystal Palace. Đã để mất bóng rồi. Kudus. Tốc độ của Kudus. Suchet nỗ lực đưa bóng ở phía trong. Bây giờ là Kudus và Win Hughes. Win Hughes, nỗ lực của Win Hughes không thành công. Nên đó là đường truyền mà Lerma hướng đến vị trí của Olis bên cánh phải thì sẽ hợp lý hơn. Và lúc này thì ở trận đấu giữa Bournemouth và Aston Villa, tỷ số đã quay trở lại mức 1 đều khi bàn thắng. Đứng chuyền vào. Không khó với Sam Johnston. Rất khéo. Win Hughes. Đường chuyền quá lộ của Win Hughes. Kudus. Pha xử lý kỹ thuật của Kudus. Kudus và không chế bóng kỹ thuật và điệu đà của cầu thủ này. Nhịp nhàng. Không phải, đây là Emerson. Kudus cắt vào và giữ bóng chân trái. Và lăn xả thành công đến từ Ayu.
giữ thăng bằng và cản người rất hay đến từ Kudus khiến cho Mitchell không thể lấy được bóng. Mitchell không thành công để mất bóng trên Kudus. James Woodprowse đang đứng trước bóng. Tạt Woodprowse đánh đầu, cơ hội giúp thứ hai đến từ Kudus thì không thành công. Nhiều kết quả rất sôi động, rất nguy hiểm và bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ West Ham. Những cờ việt vị đã được phất lên. Tình huống đến rất nhanh. Pha ném biên nhanh của các cầu thủ bên phía West Ham. Và rõ ràng là Suchek đã rơi vào vị trí việt vị. Nếu như Suchek không chạm bóng thì bàn thắng được tính cho Kudus. Tuy nhiên rõ ràng đây là tình huống mà Suchek đã có hành động can thiệp vào tình huống. Cầu thủ Phun Hợp Crystal Palace gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức lên bóng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Kudus và mất Kudus và xử lý không thành công về thủ môn số 14. Kudus đã có lỗi. Tình huống nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự của Ayu đã giúp cho West Ham được hưởng quả đá phạt. Kudus để ghi thêm bất cứ bàn thắng nào. Kudus và nước đi đầy tốc độ của Kudus thì không thành công. Sau hiệp một cố gắng thực hiện những tình huống leo biên đến từ vị trí của Sufan. Mehmet Kudus và tạt vào Kudus. Hơi khó được một là đôn. Quả tạt của Vladimir Sufan. Đánh chạm được Kudus nhưng không thành công. Kudus và còn một tốc độ của Mehmet Kudus. Quả tạt vào. Cơ hội Sufan, đó không phải là cú sút ngay. Lại là Kudus nhận bóng rất nhiều bên hàng cánh trái những phút vừa qua. Tốc độ và kỹ thuật của Kudus